Thưa quý vị, Trung tâm Hướng nghiệp Chữ thập đỏ thành phố Đà Nẵng là địa chỉ chăm sóc, nuôi dưỡng và dạy nghề cho trẻ em khuyết tật. Với lòng yêu nghề, mến trẻ, đồng cảm với những nỗi đau, nỗi bất hạnh của các em, mà tập thể cán bộ nhân viên của trung tâm đã không ngừng nỗ lực vượt qua những khó khăn, thử thách để giáo dục, dạy dỗ các em khuyết tật vượt qua mặc cảm, sớm hòa nhập với cộng đồng. Gắn bó với Trung tâm Hướng nghiệp Chữ thập đỏ hơn 15 năm, thầy Phạm Ngọc Tĩnh là cán bộ phụ trách dạy lớp in thủ công. Dù công việc in thủ công tuy không khó, nhưng việc truyền đạt đến các em không hề đơn giản. Ở lớp học nghề đặc biệt này, có em bị khiếm thính, em thì bị câm, có em thì thiểu năng trí tuệ. Vì vậy, thầy Tĩnh phải chuẩn bị những giáo án khác nhau để hướng dẫn các em cho phù hợp và dễ hiểu. Là những cái khó khăn của các em ở đây là thứ nhất là một cô cha, một cô mẹ với thành phần là bị khuyết tật vận động, kỹ năng, trí tuệ. Nói chung là tập trung đây là vấn đề học hành của các em rất là kém. Vì thầy ở đây thì nói chung là dạy thì cũng mục đích là để giúp cho cộng đồng, xã hội, trong gia đình bước một phần khó khăn và giúp cho các em là có một cái công ăn việc làm ổn định. Đó là cái tinh thần trách nhiệm. Trung tâm Hướng nghiệp Hội Chữ thập đỏ thành phố hiện có hơn 60 người khuyết tật đang theo học. Tại đây có lớp dạy làm hương, nghề may, lớp in và lớp thêu kết cườm, làm hoa. Đây là ngôi nhà thứ hai của rất nhiều học sinh đặc biệt, cũng là nơi chấp cánh ước mơ cho những người khiếm khuyết về thể chất, tinh thần, trở về hòa nhập cộng đồng. Chưa ra nghề, tại vì em đi lại khá rất khó khăn. Nhưng thầy cô ở đây cũng giúp đỡ dạy cho em thật nhiều và cũng tạo điều kiện để em ở lại trung tâm dạy lâu hơn để học. Để khi nào có điều kiện thì em sẽ ra nghề. Có nhiều giáo viên thì đi hàng ngày là tổng cộng đi lòm với lại về là 40 cây, mà một tháng chỉ hỗ trợ lương thì chỉ có 3 triệu đến 3 triệu rưỡi. Cái mức lương thì không được ổn định. Nhưng mà họ tới đây, họ thấy các em với mấy con của họ như thế nên họ dành tấm lòng để lo cho các em. Họ lo từ cái ăn, có uống, có sinh hoạt hàng ngày, lo công việc, lo sức khỏe cho mấy em. Công việc này khiến nhiều người ái ngại, bởi dạy trẻ em đã khó, dạy trẻ em khuyết tật còn khó gấp bội. Mỗi em là một hoàn cảnh, một câu chuyện khác nhau. Nhưng với thầy Phạm Ngọc Tĩnh cũng như những giáo viên dạy trẻ khuyết tật, thì đó là niềm vui, là một phần trong cuộc sống. Với cái tâm của mình, các thầy cô vẫn luôn nỗ lực từng ngày đưa những em nhỏ khuyết tật hòa mình với cộng đồng, trở thành những người có ích với xã hội.